thiên tử nên biết các tướng như thế chẳng phải thiên tạo ra, chẳng phải phi thiên tạo ra, chẳng phải nhân tạo ra, chẳng phải phi nhân tạo ra, chẳng phải hữu lậu, chẳng phải vô lậu, chẳng phải thế gian, chẳng phải xuất thế gian, chẳng phải hữu vi, chẳng phải vô vi, không hệ thuộc vào đâu, không thể tuyên thuyết thiên tử nên biết bát nhã ba la mật đa sâu xa xa lìa các tướng chẳng nên hỏi bát nhã ba la mật đa sâu xa lấy gì làm tướng phật bảo các thiên tử theo ý các ông thì sao như có người hỏi hư không tướng gì thì câu hỏi như thế có phải là câu hỏi chính đáng chăng các thiên tử bạch bạch thế tôn không vì sao vì hư không không hình thể không tướng trạng không tạo tác chẳng nên hỏi như thế phật bảo các thiên tử bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng như thế chẳng nên đặt câu hỏi tuy nhiên các pháp tướng hữu phật vô phật pháp giới pháp nhĩ đối với những tướng này phật hiện biết như thật cho nên gọi là như lai khi ấy các thiên tử lại bạch phật các tướng mà như lai đã biết như thế rất là sâu xa khó thấy khó biết vì tướng mà như lai hiện biết ấy đối với tất cả pháp chuyển thành trí vô ngại Tất cả như lai ứng tránh đẳng giác an trụ tướng như thế để phân biệt, khai thị bát nhã ba la mật đa sâu xa. Vì các hữu tình gồm thâu, các pháp tướng phương tiện khai thị khiến đối với bát nhã ba la mật đa chứng đắc trí vô ngại. Bạch Thế Tôn thật hy hữu, bát nhã ba la mật đa sâu xa là hành xứ thường có của các như lai ứng tránh đẳng giác. Vì tất cả như lai ứng tránh đẳng giác tu hành pháp ấy nên chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì các hữu tình phân biệt khai thị tất cả pháp tướng, đó là phân biệt khai thị tướng của sắc, phân biệt khai thị tướng của thọ tưởng hành thức, phân biệt khai thị tướng của nhãn xứ, phân biệt khai thị tướng của nhĩ tĩ thể thân ý xứ, phân biệt khai thị tướng của sắc xứ, phân biệt khai thị tướng của thanh hương vị xúc pháp xứ phân biệt khai thị tướng của nhãn giới, phân biệt khai thị tướng của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, phân biệt khai thị tướng của nhĩ giới, phân biệt khai thị tướng của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra phân biệt khai thị tướng của tĩ giới, phân biệt khai thị tướng của hương giới, tỷ thức giới và tĩ xúc, cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra, phân biệt khai thị tướng của thiệt giới, phân biệt khai thị tướng của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, phân biệt khai thị tướng của thân giới, phân biệt khai thị tướng của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, phân biệt khai thị tướng của ý giới, phân biệt khai thị tướng của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, phân biệt khai thị tướng của địa giới, phân biệt khai thị tướng của thủy hỏa phong không thức giới, phân biệt khai thị tướng của vô minh phân biệt khai thị tướng của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não phân biệt khai thị tướng của bố thí ba la mật đa phân biệt khai thị tướng của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa phân biệt khai thị tướng của pháp không nội phân biệt khai thị tướng của pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác Pháp không bản tánh, Pháp không tự tướng, Pháp không cộng tướng, Pháp không tất cả Pháp, Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh tự tánh, phân biệt khai thị tướng của chân như, phân biệt khai thị tướng của Pháp giới, Pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, định Pháp, trụ Pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, phân biệt khai thị tướng của Thánh đế khổ, phân biệt khai thị tướng của Thánh đế tập diệt đạo. Phân biệt khai thị tướng của bốn tịnh lự, phân biệt khai thị tướng của bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Phân biệt khai thị tướng của tám giải thoát, phân biệt khai thị tướng của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Phân biệt khai thị tướng của bốn niệm trụ, phân biệt khai thị tướng của bốn tránh đoạn, bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo phân biệt khai thị tướng của pháp môn giải thoát không phân biệt khai thị tướng của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện phân biệt khai thị tướng của mười địa bồ tát phân biệt khai thị tướng của năm loại mắt phân biệt khai thị tướng của sáu phép thần thông phân biệt khai thị tướng của mười lực, phân biệt khai thị tướng của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, phân biệt khai thị tướng của pháp không quên mất, phân biệt khai thị tướng của tánh luôn luôn xả, phân biệt khai thị tướng của trí nhất thiết, phân biệt khai thị tướng của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, phân biệt khai thị tướng của tất cả pháp môn Đà La Ni, phân biệt khai thị tướng của tất cả pháp môn Tam Ma Địa, phân biệt khai thị tướng của quả dự lưu, phân biệt khai thị tướng của quả nhất lai bất hoàn A La Hán, phân biệt khai thị tướng của quả vị độc giác, phân biệt khai thị tướng của tất cả hạnh đại Bồ Tát, phân biệt khai thị tướng của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật